Hội chợ Xuân Giảng Võ và Đồ Uống 2020 vừa diễn ra tại Hà Nội. Hội chợ do Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam VEFAC phối hợp với Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam VBA tổ chức. Nét nổi bật của hội chợ lần này là sự tham gia đông đảo của các sản phẩm địa phương và đặc sản vùng miền như hành tỏi Lý Sơn, chè Tân Cương Thái Nguyên, cam Cao Phong Hàm Yên, gạo nương Tuyên Quang, gạo đồi chè Tuyết, mật ong rừng, miến rong Cao Bằng, bánh đậu xanh, bánh gai Hải Dương, chả giò, bánh chưng Ước Lễ. Bên cạnh đó, các sản phẩm tiêu dùng rất được ưa chuộng đến từ nhiều quốc gia cũng đã góp phần làm phong phú thêm cho hội chợ Xuân năm nay. Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm làng nghề phong phú, tinh tế và độc đáo như đồ gỗ, trầm hương và các sản phẩm phong thủy cũng là tiêu điểm để tham quan, mua sắm phục vụ trưng bày ngày Tết và nhu cầu tâm linh của nhân dân. Để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tiêu dùng, ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng của thành phố Hà Nội thường xuyên giám sát, kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trưng bày bán tại hội chợ, đặc biệt là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.